Có. Tông cốt đốt 973 nha, cắt rất là ngọt luôn, máy kêu êm. Đưa phát là cắt ngọt luôn phát đấy. Đây là đời máy 973. Chỉnh lưỡi bằng từ nhé đấy. Chỉnh lên xuống là rất là chuyên nghiệp. Có màn hình hiển thị tốc độ này. Độ sát của lưỡi. Hiển thị mức dầu khi nào hết thì nó nháy. Rất là nhẹ. Con này cầm rất là nhẹ tay, dành cho các chị em biết cắt tóc nam thì là tuyệt vời. Chứ mấy con B60 kia là cầm nặng tay. Pin con này được 250 phút, 4 tiếng. Tóc dày đi mượt luôn. Lưỡi sứ thì nó không bị nóng, chứ lưỡi thép thì hay bị nóng. Lưỡi sứ thì cắt mát.